Phần tiếp theo là phần bài tập reading và writing. Thì ở phần reading, trong website englishamam.com đã có link bài cho các bạn và có hướng dẫn chi tiết tại đó. Thường thì cô Tuyến sẽ những bài reading như thế này thì cô Tuyến sẽ quay, sẽ ghi audio để cho các bạn luyện âm, thay vì là cô quay bằng video clip có gương mặt, vì nó không cần thiết. Tất nhiên để mà đạt được cái việc đọc chuẩn thì chúng ta cần phải luyện rất là nhiều và nắm vững được kỹ thuật âm. Ở bài này thì cô sẽ chọn chủ đề. Tuy nhiên, reading thì cô sẽ đưa audio vào. Còn phần chính thức của chúng ta ngày hôm nay là phần writing. Phần writing ạ. Phần writing là có những phần như là complete the following dialogues là phần cô Tuyến không làm, mà cô sẽ chọn những bài tập khó. Được không ạ? Cô sẽ chọn những bài tập khó cho các bạn. Ví dụ mình nhìn vào đây cho cô này. Make sentences using the words given. Chính là cái phần mà khó hơn cái cấp độ là gì? Nếu cái cấp độ là sắp xếp từ thành trật tự câu, theo đúng trật tự câu đúng, thì nó dễ hơn rất nhiều vì nó đã đủ tất cả các thành phần. Còn dạng bài là make sentences, tạo thành câu dựa vào từ cho sẵn, tức là họ chỉ cho mình từ chính trong câu thôi và mình căn cứ các dấu hiệu đó, mình phải compose nên một câu hoàn chỉnh. Ví dụ, Chung like play chess. Chung likes to play chess. Chung là ngôi thứ ba số ít, tương đương với ngôi he. Động từ like sau đó phải thêm s. Like và play đều là hai động từ, vậy giữa hai động từ phải có to. Hoặc là vv hoặc là verb in thì kiến thức nâng cao lên, các bạn sẽ được học dần. Cô sẽ vào chữa các phần khác cho mình. IT is Jump's favorite subject. Ở đây đó là sở hữu cách. IT là một chủ ngữ tương đương với ngôi it. Vì thế IT is Jump's favorite subject. Đúng không ạ? Jump favorite subject. Mrs. Hua, our teacher English. Mrs. Hua is our English teacher. Hoặc là thường thì cô sẽ nói câu như thế, nhưng vì đây nó sắp xếp theo cụm rồi nên là Mrs. Hua is our teacher English. Thực ra là English teacher nó sẽ hay hơn. Mrs. Hua is our English teacher. Nhá. Yeah. Nhưng vì họ để liền là our teacher. Như ở đây thì phải là Mrs. Hua is our teacher at English. In English. Sorry, in English. Is teacher in English. Rồi, Mrs. Hua is our teacher in English. Còn nếu không ấy, vẫn nói bình thường sẽ là Mrs. Hua is our English teacher. Rồi tiếp tục. There are six pencils, a pencil box. Six colored pencil, có 6 cái bút chì màu. Ở đây chủ ngữ là there, chúng ta có there are. Vì số nhiều mà. There are six colored pencils in my friend's box. Đúng không ạ? In my friend's box, trong cái hộp bút của bạn tôi. Vì there là dấu hiệu để chúng ta làm there are. Đằng sau there are là danh từ số nhiều, và danh từ số nhiều ở đây là pencils. Rồi. Nhìn vào câu số 4, where Miss Lan live. Đây là thì hiện tại đơn, có câu hỏi, có từ để hỏi đứng đầu, nó sẽ bắt đầu bằng where. Sau đó lắp câu thức yes, no xuống, tức là trợ động từ đứng trước chủ ngữ. Chủ ngữ đây là Miss Lan. Where does Miss Lan live? Vì đã mượn trợ động từ nên động từ phải để nguyên thể, đó là thì hiện tại đơn. Cô giảng bài lý thuyết rồi đúng không? Đúng rồi. Where does Miss Lan live? Rồi, câu số 5, câu hỏi kết thúc. Shall
Shall I introduce you to my best friend, An Sơn? Wow. Shall I introduce you to my best friend, An Sơn? Xong 5 câu. Vậy dạng câu này nó đòi hỏi mình phải phân tích, phải dựa trên dấu hiệu của câu và vẫn phải quay trở lại là bản chất ngữ pháp phải vững. Không vững bản chất ngữ pháp thì làm sao mà phân tích được, lắp đúng vào công thức đúng không? Bản chất ngữ pháp là cách dùng, là dấu hiệu và quay ra công thức mới là cái cuối cùng. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn đang xem bài này trên website hoặc trên YouTube, sorry, trên YouTube hoặc trên fanpage thì các bạn quay trở lại website englishimam.com theo đường link bên dưới để chúng ta làm bài tập thực hành rất là nhiều và toàn bộ đưa giáo trình của sách Bộ Giáo dục và Đào tạo vào đây. Cảm ơn các bạn.